Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người đi bộ sai luật có thể bị phạt tù đến 15 năm. Và để hiểu rõ hơn về luật này thì chúng tôi mời đến trường quay luật sư Trần Tuấn Anh, trưởng văn phòng luật Minh Bạch. Dạ vâng, chào ông. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới ông là ông đánh giá như thế nào dưới góc độ pháp luật về luật mới của người đi bộ này ạ? Thì những cái hành vi mà gây tai nạn giao thông trên đường bộ thì được quy định tại điều 202 của Bộ luật Hình sự. Thế tuy nhiên nó không có chủ thể là người đi bộ. Tên tội danh nó là vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tức là chúng ta cho rằng chỉ có những người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ thì mới có thể gây ra tai nạn giao thông đến hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, và chỉ xử lý đối với những người điều khiển phương tiện giao thông thôi. Rõ ràng như thế chúng ta thấy là cái sự bất bình đẳng ở các chủ thể tham gia giao thông. Để khắc phục điều này thì luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì đã bổ sung cái chủ thể là người đi bộ. Tôi cho rằng cái quy định này là quy định phù hợp, bởi vì rõ ràng khi người đi bộ tham gia giao thông đi trái quy định pháp luật và gây ra tai nạn, gây ra thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác thì cũng phải bị chịu trách nhiệm hình sự như các chủ thể khác. Dạ vâng, thưa ông, thế nhưng mà luật mới này đã nhận được rất nhiều những ý kiến tranh luận trái chiều từ người dân, bởi họ cho rằng là cơ sở hạ tầng của nước ta chưa đủ để đáp ứng với luật mới. Ví dụ như là vỉa hè thì không còn chỗ để đi bộ, hay là các phương tiện giao thông đã dừng đỗ, lấn chiếm được cái phần sang đường của người đi bộ. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Nếu mà nói như vậy thì đây là câu chuyện của các cơ quan quản lý. Vậy thì khi luật này đi vào đời sống thì bắt buộc các cơ quan quản lý phải tạo ra một cái môi trường cho người đi bộ. Chúng ta thấy nếu không có đường cho người ta tham gia giao thông theo đúng quy định pháp luật thì không thể xử lý được. Nếu ở một đoạn đường mà không có vạch cho người đi bộ, không có vỉa hè và lòng đường vỉa hè bị chiếm hết thì rõ ràng người đi bộ lúc này sẽ không có lỗi. Tôi hy vọng rằng các cơ quan liên quan đến việc quản lý về giao thông, về lòng đường vỉa hè của các chính quyền địa phương đó cũng sẽ phải quyết liệt hơn để giành lại đường cho người đi bộ. Dạ vâng ạ, vậy thì trong trường hợp như thế này thì người dân cần làm như thế nào để có thể chấp hành được đúng luật thưa ông? Tôi cho rằng là cái việc người đi bộ thì thông qua rất nhiều các kênh có thể phản ánh cái việc là lòng đường vỉa hè bị lấn chiếm để dẫn đến việc là không còn đường lối đi cho người đi bộ. Ví dụ có thể thông qua các cái kỳ họp, các cái sinh hoạt cộng đồng dân cư, các cái kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. Và thậm chí chúng ta có thể, nếu trong trường hợp mà trong một cái thời gian nhất định mà bị lấn chiếm như vậy, chúng ta có thể làm đơn hoặc đến cơ quan quản lý ở xã, ở phường để chúng ta trình báo, chúng ta trình bày về cái câu chuyện là gì. Đến bây giờ đấy, chúng tôi bị lấn chiếm toàn bộ cái vỉa hè, cái lòng đường như vậy và buộc chúng tôi phải tham gia giao thông trái quy định pháp luật. Dạ vâng ạ, vậy thì còn từ phía các cơ quan chức năng thì sao ạ? Họ sẽ có những hành động cụ thể như thế nào để có thể trợ giúp cũng như là hướng dẫn người dân chấp hành đúng luật? Trước đây nếu như người đi bộ chưa phải là chủ thể thì thực sự là có thể chấp nhận được cái sự lơ là về việc buông lỏng quản lý trong vỉa hè lòng đường hay là cái việc mà để cho người dân tự ý lấn chiếm. Thế nhưng khi từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì lúc này thì tôi cho rằng các cơ quan nhà nước cần phải tăng cường các cái biện pháp tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, những người mà đang trực tiếp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, hoặc thậm chí có những biện pháp quyết liệt hơn nữa. Như thời gian vừa rồi là cả nước ra quân để nhằm lập lại cái trật tự sử dụng lòng đường vỉa hè tại Việt Nam. Nhưng rồi cũng chỉ được 1 tháng, 2 tháng và đến bây giờ hiện trạng vỉa hè, lòng đường lại quay lại như cũ. Và điều này là cái điều mà thực chất là không những làm yếu đi cái chức năng quản lý nhà nước mà còn làm mất lòng tin của người dân đối với bộ máy chính quyền. Có hay không có cái việc lợi ích nhóm, lợi ích của những cá nhân ở trên cái việc sử dụng lòng đường vỉa hè trong địa phương do mình quản lý. Thế tại sao thời điểm làm quyết liệt như thế chúng ta làm được mà chúng ta lại không thể duy trì được? Rõ ràng là đến thời điểm này là cái thời điểm mà các cơ quan nhà nước phải làm rồi. Không là mô hình chung là các cơ quan quản lý nhà nước lại đang đẩy người dân vào cái tình trạng là bắt buộc phải vi phạm pháp luật và không còn con đường nào khác. Thế thì ở đây tôi cho rằng là cần phải có sự thống nhất từ trung ương đến địa phương. Làm sao chúng ta tạo ra cơ chế để cho các cán bộ thực hiện được cái việc đấy. Làm sao để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cho những người dân, những người đang sử dụng lòng đường vỉa hè thấy được cái tác hại của cái việc mình lấn chiếm lòng đường vỉa hè dẫn đến là đưa những người khác vào cái sự vi phạm, và cần phải tăng thêm
kể cả về mức phạt, xử lý vi phạm, thì lúc đấy thì chúng ta có một cái nhóm giải pháp đồng bộ và chúng ta phải có cơ chế để cho cán bộ thực hiện nữa. Thì như thế thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp đồng bộ để làm sao giành lại được cái vỉa hè. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, tuần này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Những ngày gần đây, phiên tòa xét xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, không chỉ bởi vì mức độ nghiêm trọng cũng như là những người liên quan của vụ án, mà còn bởi vì đây là vụ xét xử đầu tiên có những điểm mới đáng chú ý. Sáng ngày 8 tháng 1, Tòa án Nhân dân Hà Nội khai mạc phiên tòa sơ thẩm xét xử hai ông Đinh La Thăng, 58 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Trịnh Xuân Thanh, 52 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí PVC, cùng 20 người trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản xảy ra tại PVN và PVC. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên áp dụng quy định mới về phòng xử không có vành móng ngựa. Trong 22 bị can, có 17 người bị tạm giam, 5 người bị cấm rời nơi cư trú. Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 21 tháng 1. Vâng thưa quý vị và các bạn, 50 công dân, đây là số người vừa được phòng xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lại đồn biên phòng cửa khẩu Cốc Nam tiếp nhận từ phía Trung Quốc do có số người nhập cư và cư trú trái phép theo quy định tại đất nước này. Ngày 8 tháng 1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu Cốc Nam tiếp nhận 45 công dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ do nhập cảnh và cư trú trái phép. Số công dân này có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Giang, Cao Bằng, Hải Dương, Thái Nguyên và cả các tỉnh phía Nam như Bạc Liêu. Vì không có việc làm, họ đã tự ý vượt biên trái phép theo các đường mòn sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm với hy vọng đổi đời. Do không có giấy tờ hợp pháp nên đã bị công an nước sở tại bắt và giam giữ trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng. Thưa quý vị và các bạn, do tình hình thời tiết miền Bắc đang trong thời gian rét đậm, rét hại, chính vì vậy mà người già, trẻ nhỏ nhập viện vì thời tiết đang tăng lên. Ngày 10 tháng 1, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong những ngày qua, số lượng bệnh nhi đến khám tăng hơn những ngày trước. Theo đó, mỗi ngày có hơn 3.000 bệnh nhân đến thăm khám và điều trị, tăng khoảng 10% so với ngày thường. Theo thống kê, hầu hết trẻ đến khám và điều trị các bệnh lý về hô hấp, tiêu chảy. Tương tự, tại khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, mỗi ngày có hơn 200 bệnh nhi đến thăm khám, tăng từ 5 đến 15% so với ngày thường. Để hỗ trợ bệnh nhân, bệnh viện đã cấp thêm chăn ấm và duy trì các thiết bị giữ ấm cho bệnh nhân nội trú. Ngoài ra, bệnh viện cũng bổ sung máy sưởi cho các khu vực phục vụ bệnh nhân ngoại trú. Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, số người nhập viện vì mắc các ca bệnh như viêm da cơ địa, viêm da dị ứng do trời rét tăng khoảng 4 đến 5% so với mấy ngày trước đó. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, theo dự báo thì thời tiết rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài trong mấy ngày nữa. Vì vậy mà quý vị và các bạn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, uống đủ nước và giữ ấm cho thân thể. Còn bây giờ thì xin kính chúc quý vị và các bạn có một cuối tuần ấm áp bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Câu chuyện cuối tuần.